Anh em đã trở lại với channel của mình. Trong video lần trước thì mình đã chia sẻ làm thế nào để sút bóng với một lực mạnh nhất. Link video ở đây, mình sẽ để ở đây cho các bạn hãy theo dõi. Và một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có thể sút bóng một lực mạnh nhất đó là cách khóa cổ chân. Đây là yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể sút bóng với một lực tốt hơn. Và trong video này mình sẽ chia sẻ cách làm thế nào khóa cổ chân nhanh, gọn, quy luật nhất cũng như bài tập để các bạn có thể cải thiện sút bóng hàng ngày. Đây là động tác khóa cổ chân. Khóa cổ chân có nghĩa là chúng ta sẽ duỗi phần mũi chân này thẳng ra sao cho từ phần mũi chân tới phần hông này tạo thành một đường thẳng khi tiếp xúc bóng. Khi chúng ta vung chân lăng như thế này, đồng thời chúng ta cần phải khóa cổ chân. Khi đó điểm tiếp xúc sẽ là mu chính diện phần chân và trên bóng là sẽ tâm ở tâm trái bóng, thì khi đó lực tiếp xúc của trái bóng sẽ là mạnh nhất. Và thời điểm để khóa cổ chân tốt nhất đó là chúng ta gập chân hết cỡ về đằng sau để thực hiện tiếp xúc. Đây là thời điểm chúng ta sẽ khóa cổ chân. Chúng ta sẽ bẻ cổ chân của mình như thế này. Bình thường cổ chân của chúng ta sẽ lỏng lẻo như thế này. Khi bẻ nó sẽ đối thẳng như thế này. Đó, chúng ta sẽ khóa ở thời điểm này bởi vì trong thời gian sút bóng thì vung chân lăng sẽ diễn ra rất nhanh. Thời gian vung chân lăng từ bóng sẽ rất nhanh. Chính vì vậy chúng ta sẽ khóa cổ chân từ lúc chúng ta gập chân. Chúng ta gập chân cho tới khi chạm bóng. Và sẽ thả lỏng khi chúng ta vung chân lăng lên. Ở đây mình có chia sẻ một số bài tập giúp cho anh em có thể cải thiện được lực chân, cải thiện cổ chân của mình tốt hơn. Đầu tiên đó là chạy bước nhỏ tại chỗ. Rồi sau đó chúng ta có thể đứng tại chỗ nhún chân, tiếp tục chạy bước nhỏ tại chỗ. Hoặc anh em có thể đứng bằng một chân, co chân còn lại và kiễng gót lên nhún chân từng bên một. Hoặc có thể có những động tác nặng hơn, chúng ta có thể đứng trên bậc và thực hiện động tác nhún chân. Khi đó điểm tiếp xúc trên bậc chỉ bằng mũi chân thôi, anh em nhớ nhé. Hoặc chúng ta có thể ôm một vật gì đó nặng trên người và thực hiện động tác nhún chân tại chỗ. Rồi sau đó anh em có thể tập sút bóng ở khoảng cách gần để quen với cảm giác khóa cổ chân. Anh em có thể sút vào tường hoặc bất cứ điểm nào anh em thấy phù hợp để tập luyện. Và cuối cùng, chúc anh em sẽ sớm khóa cổ chân thật tốt, luyện được kỹ năng sút bóng mạnh và chính xác này. Đừng quên like video, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ còn tiếp tục có những video hấp dẫn tiếp theo.